Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 53. Những đức đọc một công đoạn. Chúng ta thường phiên nhau gầy dựng tính nguyện niệm Phật. Những cái công đoạn này rất là quan trọng để chúng ta gầy dựng tính nguyện. Khi quý vị nghe những công đoạn này thì tăng thêm cái tính tâm niệm Phật quý vị mạnh lắm. Vì một câu Phật hiệu là vô thượng thậm thâm bi diệu thiền. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật chỉ dạy người tu hành chỉ niệm A Di Đà Phật, đó gọi là thiền thâm diệu vô thượng. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thiền, mà thiền này lại vô cùng sâu xa. Thằng chú thật đơn giản và chân thật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật chính là mật. Sáu chữ hồng danh này y theo phạn văn chưa phiên dịch một chữ, nên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thằng chú rất đơn giản và chân thật. Một câu Phật hiệu là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền. Khi bị nghe những đoạn văn này, người chuyên niệm Phật, khi mình nghe những công đoạn này, tự nhiên nó tăng cái tính tâm tính nguyện của mình vượt trội lên. Đây là pháp đại thù thắng. Đây là pháp ai cũng áp dụng được, cực kỳ gặn gũi, mà cỡ những bậc đại sĩ cũng hướng đến mà tu hành. Rất gần gũi, rất đơn giản mà cũng vô cùng sâu xa. Đơn giản bình dị mà khó giải thích, sâu xa nhưng lại rất gần gũi với tất cả mọi người tu hành. Nên mới gọi là pháp môn vô thượng thậm thâm vi diệu. Mỗi người chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, đây gọi là nhân duyên chín mùi đã đến với chúng ta. Nhân duyên chín mùi lắm chúng ta mới nghe được pháp môn niệm Phật. Nên mỗi người chúng ta cần gầy dựng mỗi ngày để phát tâm niệm Phật. Chính bản thân nhận đức niệm một câu Phật hiệu nói về việc ví diệu thù thắng thì nói hoài nó cũng không hết, không thể nghĩ bàn. Đúng là một câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Người thiếu duyên niệm Phật có duyên, người thiếu phước niệm Phật có phước, người thiếu đức niệm Phật có đức. Một câu Phật hiệu này bị gầy dựng thì giảm tối đa cái việc đi thị phi. Một câu Phật hiệu này bị chân thật niệm thì quý vị giảm tối đa về ác khẩu.
Nên một câu Phật hiệu này trong kinh Vô Lượng Thọ nêu lên rằng: nhớ giữ khẩu nghiệp, đừng nói lỗi người. Muốn giữ được khẩu nghiệp thì cái miệng thường niệm Phật. Cái miệng chúng ta không niệm Phật là chúng ta sẽ đi nói lỗi người. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nêu lên ác khẩu đứng đầu. Nên cái miệng dễ tạo nghiệp vô cùng. Nên câu Phật hiệu này là dùng từ cái miệng mà niệm. Tuy nói từ tâm nhớ Phật, nhưng thật sự thì chúng ta phát âm từ miệng. Nếu như mà chúng ta cứ niệm từ tâm coi chừng nó bị lún qua. Nên tâm nhớ Phật là chắc chắn rồi, nhưng miệng phải động A-di-đà Phật. Dùng miệng động để niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Nhớ. Nên mỗi người chúng ta chân thật niệm Phật. Vì có Phật hiệu này quá thù thắc. Đi đứng nằm ngồi nói năng hành động mặc áo ăn cơm và đại tiêu tiền, mỗi lúc mỗi nơi mỗi thời đều có thể áp dụng để niệm Phật được. Đây là pháp môn đại thù thắc, không thể nghĩ bàn. Từ khi những đức gặp pháp môn niệm Phật, tu tập càng an vui. Càng tu tập thì càng được sự lợi ích bất khả tư nghị. Chùa chiền đông đúc như vậy, con người ai cũng an lạc vui vẻ. Phật tử về chùa đa phần an lạc vui vẻ. Đây là pháp tu mà chúng sanh nào tu thì cũng tiếp nhận được hết. Bậc thường, bậc trung, bậc hạ. Nên chỉ đúng có pháp môn tịnh độ gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Những đức nuôi nhiều người già kinh nghiệm. Cuộc đời con người mình mà nếu như không gầy dựng duyên phước, đến khi tuổi già con người mình sẽ rất mù mờ. Mặc tình cho người ta quay như thế nào thì mình lao theo như vậy, không có định hướng quý vị, vô cùng là thê thảm. Không có định hướng. Mặc tình cho người ta quay mình mà không có định hướng, đây là điều vô cùng thê thảm. Nên chúng ta mọi người phải có định hướng rõ ràng. Như trong chùa có một ông cụ này cũng xuất gia. Xuất gia thọ tỳ kheo giới rồi chứ. Ở được trong chùa, đây là điều hạnh phúc của người xuất gia chúng ta. Còn đến nói rằng gia đình dòng họ chỉ giết mấy đứa con lại sao không nuôi cha của mình. Nhưng cái không quyết đó gầy dựng của ông đã để cho con ông đưa về. Vì vấn đề là gia đình dòng họ. Nói này nói kia nói nọ. Nên mỗi một con người chúng ta nếu không gầy dựng tín nguyện, không có một phương hướng giải thoát rõ ràng thì chúng ta cũng rất dễ bị thất bại. Thí dụ như con mình chăm lo cho mình điều đó cũng tốt. Nhưng nếu như chúng ta gầy dựng được cái việc tu hành thì bất cứ nơi nào quý vị cũng phải gầy dựng. Nếu như quý vị không gầy dựng cái việc tu hành, dù con quý vị có chăm lo cho quý vị, khi bị chết đi nó làm đám linh đình, đó chỉ là cái việc trống rỗng, không phải thật chất của cái việc giải thoát trong nhà Phật dạy. Dù làm đám có lớn cỡ nào, đó cũng chỉ là làm đẹp mắt người đời. Nên cái quan trọng vẫn là chúng ta. Còn người khác có nói gì, người khác có muốn đưa mình đi đâu, nhưng cái quan trọng là bản thân chúng ta có quyết định hay không. Quý vị biết rằng những đức ở trong ngôi nhà Tam Bảo, những đức thấy có những người già quyết định ở trong chùa nhưng vẫn bị con đưa đi. Những việc đó chính bản thân những đức đã từng ra mặt. Vì sao? Vì bà cụ ở trong chùa, ông cụ ở trong chùa, ông cụ bà cụ không chịu về nhà, con cái bắt buộc nên mình phải ra mặt. Còn nếu họ chịu đi theo con cháu họ thì việc này mình khỏi cần nói gì. Chỉ chúc ông cụ sức khỏe, ông cố gắng ở đâu cố gắng niệm Phật,
Bà cụ ở đâu cố gắng niệm Phật, đó là con đường của họ chọn lựa. Chúng ta không có chen vào chuyện của họ. Nhưng nếu họ đã từng ở trong chùa có thời gian mà con cháu đến bắt buộc họ không chịu về, con cháu dùng mọi cách để đưa về thì mình phải ra mặt. Tại vì con người đều có cái của chính mình quyết định. Có khi sống tới tuổi già nhưng mà cái việc bản thân mình muốn, con cháu vẫn không chịu theo. Có những người già rất là thê thảm như vậy. Nên mỗi người chúng ta phải siêng năng niệm Phật, phải tinh tấn niệm Phật, phải gầy dựng mục tiêu cho rõ ràng, mục tiêu giải thoát. Nếu không thì mình để luống qua cuộc đời mình rất là ủ. Nhưng Đức thấy rất là ủ. Bao nhiêu người già như Đức trong chùa thấy rõ ràng. Ngày nào những Đức cũng chia sẻ những bài Phật Pháp này. Người ngoài đời nghe cũng được cảnh tỉnh vô thường. Người trong chùa các cụ mỗi ngày cũng được nghe, cũng được nhắc nhở rất là rõ ràng. Phải siêng năng niệm Phật. Không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình. Dù có lo cỡ nào cũng là cơm ăn áo bận cái bên ngoài. Nhưng cái quan trọng nhất là nhắc nhở mình mỗi ngày niệm Phật. Nếu cái việc niệm Phật này mà mình không gầy dựng thì mình luống một đời mình rất là ủ. Nên Phật tử về chùa tu tập cũng vậy. Có được thời gian nghỉ lễ về chùa tu tập, chúng ta trân quý những thời khóa tu tập trong ngôi nhà Tam Bảo. Và khi về nhà cũng phải siêng niệm Phật, lễ Phật. Chùa chúng ta từng nào những Đức tặng cũng cả 100 bộ tượng Phật. Cứ mỗi tuần cả 100 bộ tượng Phật. Một năm biết bao nhiêu bộ tượng Phật. Những ngày lễ thì có 1000 bộ tượng Phật. Có khi mấy ngàn bộ tượng Phật. Một năm biết bao nhiêu bộ tượng Phật mà nói. Từ nơi đó, mỗi một người chúng ta nhiệt tình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, thêm cái nữa làm trong bếp khi nóng quá uống miếng nước đá. Muốn gì mà hỏng lại quý vị. Nên con người chúng ta sanh lão bệnh tử, có khi chưa già đã bệnh. Có nhiều cái bệnh siết chặt chúng ta, khổ đau vô cùng khi chúng ta bị bệnh. Nên mỗi người mình phải siêng năng niệm Phật khi mình còn khỏe. Đây là cơ hội của mình được tu tập. Nếu cơ hội này mình không nắm bắt, không gầy dựng thì đến khi bản thân mình bị sự quyết tâm, quyết chí của mình bị suy thoái thì chúng ta đâu có cái sự quyết định chọn lựa mục tiêu nữa quý vị. Nếu có người tu hành còn trẻ, đây là cơ hội rất là cao. Khi mình còn trẻ thì đường hướng của mình, chọn lựa mục tiêu của mình chuẩn lắm. Gây dẫn cho tới tuổi già là quá đặc biệt. Có nhiều người có quan niệm rằng trẻ mà tu gì là chừng nào già đi hả Tích. Nhưng nuôi bao nhiêu người già đâu phải dễ quý vị. Phật Pháp là đòi hỏi mình phải hiểu. Mục tiêu mình đi mình phải hiểu. Sự chọn lựa mình phải hiểu. Thì ai dẫn dắt mình được. Mọi người xuất gia thọ tới giới tỳ kheo. Con đường mình đi mình còn chưa quyết định được quý vị thấy. Nên một con người hiền cũng là tốt. Nhưng hiền mà không có phương hướng gì hết thì cũng không có gì đặc biệt cả. Cũng như ăn tổ ngày nói làm thăng đi thịt chạy, chết gục theo cỏ gai. Hiền không phải là hiền khô, mà hiền là phải hiền trí. Hiền phải có phương hướng, có định hướng của mình. Có đường giải thoát đâu có ai mà đưa mình đi được. Con đường này là mình chọn lựa, mình gầy dựng và mình tiến tới, mình đi. Nếu mình mà không gầy dựng thì đúng là quá thất bại. Thật sự quá thất bại. Nên mỗi người phải càng gầy dựng mục tiêu này cho chuẩn xác luôn. Mục tiêu này không gầy dựng lại bị thật sự thất bại. Quá thất bại. Nên các cụ trong chùa như Đức thường khuyên rằng các cụ phải cố gắng niệm Phật.
Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, siêng năng bấm số niệm Phật. Nhớ, siêng năng bấm số niệm Phật, không được dễ đại. Vì thời gian mình đi tu quá trễ rồi, bây giờ mình lớn tuổi đi tu trễ quá. Bản thân mình không siêng năng niệm Phật là mình thất bại liền. Giống như tuổi già rồi mà đoạn đường thì mù mờ, chưa có định hướng. Nên mình phải gầy dựng chứ. Tuổi già rồi mình không gầy dựng thì thất bại. Được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, dù ở đông chặt chọn chút, nhưng cái lợi thế là cuối cuộc đời người ta hộ niệm cho mình, nhiều sự hỗ trợ cho mình vì khi cần tư nghiệp, đỡ tối đa về chuyện quan gia chế chủ lôi kéo. Còn mình ở gia đình thì cái việc những người không biết tu, mình phải lãnh đủ cái chuyện họ quyết định, mình không cãi được. Họ làm theo kiểu của họ, thế gian. Quý vị coi bao nhiêu người ngoài đời chết càng trống, khóc la, kêu gào đủ chuyện. Từ nơi những điểm này, mỗi người chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Khi nhận thức sâu sắc rồi, mình sẽ chọn mục tiêu rất rõ ràng. Cuộc đời con người đi qua rất là mau, rất mau quý vị. Có nhiều người như Đức gặp họ, như Đức hỏi ông cụ hôm nay bao nhiêu tuổi, họ nói 75-76 tuổi. Như Đức nói rằng nhớ năm xưa chúng ta mười mấy 20 tuổi, nghĩ đến bảy mấy tuổi đúng là một con số quá xa. Nhưng mà bây giờ mình cũng 76 tuổi, tất cả người ngày xưa mình biết chết hình như qua mấy đời, sống tới 76 tuổi có khi chết qua mấy đời. Từ đời ông nội chúng ta biết, đời cha chúng ta cũng chết. Cùng thời với chúng ta cũng không còn mấy người. Người sống tới 76 tuổi, 80 tuổi, đây cũng là tuổi thọ, rất thọ. Nhìn qua được mấy đời con người đã ra đi, cuối cùng cầm được gì khi đến với cuộc đời này? Dù cố công tạo nhưng cuối cùng cầm thấy được gì đâu. Nếu nhìn nhận được sâu sắc cái vô thường này thì ai mà không siêng năng niệm Phật và gầy dựng cái giải thoát và tạo cái cầm theo được. Không ai dạy gì cả đời tạo cái không cầm theo được. Có một bà cụ này, bà có tiền rất là nhiều, bà cũng biết Phật pháp. Lúc thường ngày bà giữ bo bo tiền bạc. Khi bà vừa chết đi, tất cả tiền của bà để trong ngân hàng này kia hoàn toàn đóng băng lại hết luôn. Vì sao? Bà không giao cho ai cả. Lúc còn sống không tạo được phước duyên gì hết. Nên trong kinh Địa Tạng có nói một câu rằng lúc còn sống làm 7 phần thì mình hưởng 7 phần. Dù tiền bạc này có để lại cho người, khi mình chết người ta làm thì trong 7 phần mình hưởng được 1 hay phần, đó là quá nhiều. Tại vì người ta làm không phải mình làm. Mình chết rồi nên cái việc làm này là người ta phát tâm chứ không phải mình. Nên còn sống không chịu làm những việc phước thiện để bản thân mình nhẹ gánh bớt đi những cục đá, để trên vai của mình buông xuống nhẹ đi, để mình ra đi cho nó khỏe. Nhiều người họ quen với cái giữ gìn, quen với cái dính mắc nhiều thứ, không buông xuống được. Cuối cùng thì vô cùng thê thảm. Một đời luống qua rất là thê thảm. Nghe những cái điều vô thường này, tự nhiên nhiều người già phải ngồi ngẫm nghĩ suy nghĩ. Có khi mình không ngồi suy nghĩ. Bữa nay nghe ông thầy ông giảng, mình hôm nay bảy mấy 80 tuổi đã qua mấy đời, đúng rồi. Từ đời ông nội chúng ta bị biết mà, ông ngoại mình biết, đã chết hết rồi. Ít có ai mà từ bảy mấy 80 tuổi mà ông nội ông ngoại mình còn sống. Đời cha mẹ mình cũng nhiều người đã chết hết rồi. Còn sống là cũng quá thọ. Tới đời thứ ba là đời cùng thời với mình,
cũng rất nhiều nhiều người chết. Đừng nói là đời thứ ba, đời con mình cũng có nhiều người con đã chết. Người tóc bạc thì người tóc xanh, có không? Có. Nếu không ngồi bình tĩnh để nhìn được vô thường thì con người mình mù mờ trong cái tình chất, rồi tới khi mình chết đi cũng như họ, không có phương hướng giải thoát gì. Nên Phật trong kinh mới nói rằng thắng người khó được, Phật pháp khó gặp, tịnh độ càng khó gặp, gặp người mỗi ngày nhắc nhở mình tu càng khó. Nhất là trong thời cuộc này mà gặp người mỗi ngày nhắc mình tu cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Trong khi đạo pháp bây giờ rất nhiều thứ công kích đủ chuyện đó. Sống trong thời cuộc đấu tranh kiên cố, chỗ nào nói bật lên thì con người ta muốn dập tắt. Sự đấu tranh, sự hiềm khích càng ngày càng quá mạnh. Chúng ta mỗi người chỉ càng kiên định tâm, chân thật mà niệm Phật. Đạo pháp, xin thưa quý vị, không có ai hủy diệt được cả. Chỉ có người tu của chúng ta không chịu lo gầy dựng cái tâm tu giải thoát thì đạo pháp bị suy yếu thôi. Thì giáo pháp Đức Thế Tôn có thời gian tới 12.000 năm. Bây giờ chưa được 3.000 năm, còn hơn 9.000 năm nữa. Chúng ta nhào vào, chúng ta phá hoại, đây là điều chúng ta tự giết mình. Quý vị đọc qua lịch sử, lịch sử từng đời, chỉ cần trong cái thời cuộc nào có người quậy phá đạo pháp, muốn diệt pháp, đa phần những người đó có phước lớn cỡ nào cũng chết, đều chết trẻ hết. Một thời gian ngắn thôi thì đạo pháp tiếp tục hưng thịnh nữa. Nên đạo pháp bị cái yên tâm, Phật pháp bị cái yên tâm, vì giáo pháp của Đức Phật tới 12.000 năm. Có người muốn phá hoại hoặc là muốn làm tổn hại đạo pháp, hoặc là muốn làm cho đạo pháp suy yếu xuống, thì đây là những con người quá dại khờ, vì tự mình giết mình, không có lợi ích gì cả. Giáo pháp Đức Phật, Đức Phật là người đã chứng được quả vị trong đạo Phật cao nhất. Ngài đã nhìn rõ ràng hết. Giáo pháp của Ngài tồn tại thế gian 12.000 năm. Bây giờ chưa được 3.000 năm, dù là có suy yếu, có nhiều cái công kích, nhưng đạo pháp cũng tiếp tục thịnh vượng. Con người phàm phu của chúng ta mà muốn diệt pháp thì việc này không có. Người này làm sai còn người kia làm đúng. Đạo pháp là như vậy, giống như cái chân này yếu thì còn cái chân kia mạnh chịu lại. Quý vị nhào vào để phá hoại thì đúng là tự diệt chính mình. Quý vị coi lịch sử từng đời đi qua, mỗi lần một vị vua nào không chấp nhận Phật pháp, muốn diệt pháp, thì đa phần ông vua đó đều chết sớm. Từ các nước trên thế giới đều như vậy. Không phải Phật kết tội ông, mà chính cái phước của mình không đủ để làm việc này. Vì một việc này là một việc rất tàn ác, việc rất tàn ác. Vì sao? Vì đạo pháp có một vai trò rất quan trọng với nhân sinh con người, một vai trò cực kỳ quan trọng. Mỗi một quốc gia nào chỉ cần chân thật tín nhiệm Phật pháp, giữ năm giới trong nhà Phật đàng hoàng, thì quốc gia đó chúng ta cũng dễ quản lý. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị coi, con người không sát sanh thì đỡ tối đa gì hung sùng bạo ngược. Không trộm cắp thì quý vị coi tốt quá không? Quý vị coi tiền của mình làm cực khổ, nó ăn trộm ăn cắp coi sao được. Nên họ thọ giới, họ không ăn trộm ăn cắp, không tà dâm. Vợ chồng có vợ có chồng, sống với nhau hạnh phúc, không đi dây, không dám đi gian díu với ai, không nói dối. Quý vị cần cái chuyện không nói dối không? Không là quý vị muốn cho con người nói dối, con mình nói dối,
Vợ mình nói dối, chồng mình nói dối. Điều là ai cũng muốn nói thật, không uống rượu. Quý vị coi bây giờ, người ta uống rượu là bị đo độ cồn. Nhà nước vẫn nhìn ra được cái việc uống rượu nguy hiểm. Chạy xe lạng lách có khi bản thân mình té thôi mà còn làm cho nhiều người bị tai nạn chút. Nên đo độ cồn để tránh đi cái việc uống rượu. Nếu như năm cái phạm trù này mà con người mà áp dụng thì quý vị coi cái quốc gia đó phải thịnh vượng không? Nên đạo pháp song hành cùng với xã hội đất nước là một viên báu vật vô giá mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Nếu như có người nào muốn làm cho đạo pháp suy yếu, muốn tác hại Phật pháp, thì quý vị là người tự diệt chính mình, tự làm mình đau khổ và tự giết mình. Đạo pháp vẫn sừng sững, không có bị ảnh hưởng gì cả. Thì phải nhớ kỹ, dù có sự hơn thua đấu đá, có sự chăm chích gì, danh lợi gì, nhưng quý vị tự giết mình, vì đây là một cái tội rất lớn. Cái tâm của một con người muốn phá đạo, chúng ta chỉ cần có một cái tâm chân thật hướng đạo, đem đạo pháp truyền rộng ra bằng một cái giáo trình chân chính, đúng với quy tắc nhà Phật dạy, không mê tín, dạy con người có nhân cách đạo đức, thì cái duyên phúc quý vị cực kỳ lớn. Nhất là pháp môn tịnh độ là pháp môn rất gần gũi. Niệm Phật để phát tâm thiện, niệm Phật để hiếu với cha mẹ, niệm Phật để hòa thuận với anh em, niệm Phật để chân thật với mọi người, và niệm Phật để muốn làm Phật. Nhớ kỹ, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Tính nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.